Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 17 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Sự nghiệp hôm nay bạn gặp phải hung tinh đem tới nhiều áp lực về tâm lý. Cách giao tiếp thiếu khéo léo khiến cho mọi người cảm thấy nặng nề, chán nản và cực đoan khuyết điểm này khiến người tuổi tý dễ rước họa thị phi và ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình tài lộc mặt tài vận gặp thất sát thập thần thất sát tinh hành khiển ngày đem tới nhiều điều xấu cho bản mệnh thất sát vốn là hung thần đại diện cho tiểu nhân tính cách bạo ngược và quyền lực về tài lộc người tuổi tý sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ thất sát hung tinh cách làm việc quyết đoán chăm chỉ nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc ép buộc người khác cho nên các mối quan hệ xã giao có thể không tốt dễ gặp phải thị phi Tình cảm, trong vấn đề tình cảm gặp thất sát, người tuổi Tý biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, do đó mà bạn cảm thấy rất hài lòng với trạng thái hiện tại, cho dù có không được ai săn đón đi nữa. Nếu đã đi làm, con giáp này có thể bắt đầu trò chuyện với nhau về những vấn đề sâu sắc hơn. Cả hai ngày càng gắn kết với nhau hơn. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi Tý gặp vấn đề về gan. Theo đông y thì nên hoạt động chân luôn được vận động để khí huyết lưu thông tử vi hôm nay khuyên người tuổi tý chú ý trưa và chiều hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo không ăn quá thừa chất thịt đường mỡ trong bữa ăn nên sen kẽ thịt rau đậu giảm uống bia rượu tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tiền bạc khó kiếm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về tình cảm của gia đạo, người thân, bè bạn. Tin tức vui buồn lẫn lộn, có khách đến hoặc có tin tức của họ. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc không tốt, nếu có cũng dễ hao. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ, hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên ngồi chờ đợi mà nên tiến hành khởi công hoặc đi xa mới có kết quả chuyện tình cảm phải cầu ở nơi xa xôi hoặc không nên ở gần nhau mới tốt có tin xa hạn đi xa gia đạo có người đến nhà có đình đám tiệc tùng có tài lộc có quý nhân tuy nhiên cũng có tin buồn về sức khỏe công danh của người thân tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày xấu mọi công việc đều không nên tiến hành nếu công việc đang trôi chảy thì sẽ gặp chuyện bất chắc trở lực hoặc có tin tức không tốt cho công việc làm ăn đề phòng tiểu nhân chơi xấu nội bộ có sự tranh cãi bất hòa sự mong cầu về tiền bạc không tốt còn ở xa đề phòng rủi ro tai nạn bệnh tật gia đạo bất an Tử vi tuổi sửu. Sự nghiệp, hôm nay có thất sát tinh hành khiển đem tới nhiều điều xấu cho bản mệnh. Thất sát vốn là hung thần, đại diện cho tiểu nhân, tính cách bạo ngược và quyền lực. Tử vi dự báo người tuổi sửu sẽ chịu sự áp đặt, khiến cho tâm trí nhiều mâu thuẫn, từ đó phát sinh ra khắc khẩu, tranh cãi gây mất lòng người. Tài lộc, dưỡng vận một ngày vươn lên đầy hy vọng. Người tuổi sửu hôm nay có quan hệ không tốt với người nhân, lục thân duyên mỏng nên tài vận không được mọi người hỗ trợ. Vợ chồng không hòa thuận có điểm cãi nhau về tiền bạc. Tử Vi ngày mới cho hay, nếu bạn có thể phát huy được sự chăm chỉ vốn có, tập trung vào công việc thay vì gây thị phi hoặc cố gắng sáng tạo điều gì đó thì vận tiền bạc sẽ thuận lợi. Tình cảm, tình cảm gặp thất sát tinh, nếu con giáp này đang độc thân cũng vì bản thân chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ổn định, do đó người tuổi Sửu sẽ chẳng hề nghiêm túc trong tình yêu với bất cứ ai. Nếu đã có người thương, tuổi Sửu cần phải bao dung hơn với họ động một cái liền nổi nóng hay tự ti thì chỉ khiến mối quan hệ của người tuổi sửu đi vào căng thẳng, thậm chí là bế tắc. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Người tuổi sửu nên tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng, những người lười ăn nên chú ý chất lượng bữa ăn hơn là số lượng thức ăn mà bạn ăn vào. Ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc, đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ, kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Có nhiều tin tức không tốt, không thuận lợi cho việc mong cầu. Dễ gặp sự cản trở khó khăn hoặc gặp rủi ro tính toán sai lầm. Trong việc giao thiệp vui chơi không nên quá đáng dễ đưa đến sự hao tài, thiệt thòi, không có lợi. Cẩn trọng trong việc đi đứng, di chuyển, có rủi ro. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ sửa chữa giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tài lộc sẽ tự nhiên đến không nên cưỡng cầu và cũng không nên ngại sự chi tiêu cần thiết hết rồi sẽ có do đó trong quan hệ giao dịch làm ăn không nên có sự tranh giành tranh cãi đưa đến mất hòa khí có tin tức về hao tài hoặc gặp rủi ro về tiền bạc của thân nhân bè bạn hoặc có tin không tốt của họ về vấn đề tình cảm có quý nhân giúp đỡ cầu về tình cảm không tốt có sự thiệt thòi tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày có sự thay đổi công việc, hoặc việc đang tiến hành sẽ gặp trở ngại chút ít, hoặc phải bỏ giờ nửa chừng. Cuộc hội họp, bàn thảo chưa có sự kết thúc rõ ràng. Có tin xa, có khách đến, có tiệc tùng nhỏ, việc mong cầu về tài lộc chưa có kết quả, hoặc chỉ có tin, đồng ý trên nguyên tắc. Tử vi tuổi dần sự nghiệp hôm nay tuy gặp hung thần thất sát nhưng vẫn có một điểm tốt là bạn có thể phát huy khả năng phán đoán và năng lực lãnh đạo. Những người tuổi dần làm nghề kinh doanh, buôn bán sẽ gặp nhiều thuận lợi trong hôm nay. Tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát, tử vi hôm nay nói bạn muốn tài lộc thuận thì nên đầu tư vào mặt học hành, nghiên cứu giúp tăng hiệu suất công việc thì hơn. Những người làm nghề điều tra, thám tử, tình báo sẽ có tin vui về tiền bạc. Tình cảm, người tuổi dần có xu hướng nhớ về người yêu cũ vào ngày hôm nay vết thương lòng khá sâu nên chỉ khi bạn thực sự muốn mở lòng thì chuyện tình cảm mới có cơ hội khai hoa nở nhụy đáng tiếc là vận tình cảm của tuổi dần tại thời điểm này lại rơi vào cảnh dở dang vì cảm xúc không ổn định cảm giác đơn độc và mơ hồ sẽ không giúp bạn có được mối nhân duyên mới cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày đơn khăn gối chiếc sức khỏe vận khí gặp thổ vượng sinh kim kim mạnh khiến mộc suy yếu Người tuổi dần nên tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng, những người lười ăn nên chú ý chất lượng bữa ăn hơn là số lượng thức ăn mà bạn ăn vào. Ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy. Có tài lộc nhưng phải có sự chia chác hoặc giữ số tiền đồ đạc của người khác. Có sự buôn ba vất vả trong công việc hoặc phải lo cho người thân, bè bạn nên nhường nhịn không nên tranh cãi đôi co nhưng cũng không nên hứa hẹn hoặc để người khác giảng buộc mình vì lời nói gia đạo có nhiều âu lo bận rộn đau ốm tai nạn hoặc có tang tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết mọi việc cầu mong về đi xa di chuyển nên có sự cẩn trọng có trở ngại có khách đến có tin xa về việc làm cũng như tình cảm tài lộc trung bình có cuộc vui nhỏ tránh truyền thị phi tranh cãi khi bàn bạc Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Nếu thấy có điều lợi hoặc tài lộc đến thì không nên tiếp tục, sẽ không có hậu, hoặc bị đảo ngược. Nếu không như vậy thì lợi và hại sẽ đi đôi đề phòng tai nạn rủi ro bất chắc có thể sẽ xảy ra bất ngờ hoặc trong gia đạo có chuyện buồn phiền đau ốm hoặc gặp rủi ro tai nạn nhất là các việc có liên quan đến xe cộ máy móc di chuyển tử vi tuổi nhâm dần thủ mệnh kim ngày không tốt công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chừng do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược tin tức xấu có sự hư hại về vật chất nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp đề phòng tiểu nhân Tử vi tuổi mão. Sự nghiệp, hôm nay bạn có cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình, tuy nhiên mặt xấu là có chút nghiêm khắc, ép buộc người khác. Điều này sẽ khiến tuổi mão rước họa thi phi, tiểu nhân ghen ghét. Tài lộc, mặt tài vận có thiên ấn tỏa mạng. Vận tài lộc không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác. Ghét sự thay đổi của thị trường. Với tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên về sự thay đổi của thị trường tài chính tuổi mão tương đối nhạy cảm người tuổi mão hôm nay có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết cẩn thận để mặt tài chính giấy tờ tiền nong rõ ràng minh bạch tình cảm tình duyên của người tuổi mão về cơ bản hôm nay có những nốt trầm buồn cục diện chính tài tác động xấu khiến bạn luôn phải đối mặt với những dạn nứt tình cảm không mong muốn sức khỏe vận khí gặp thổ vượng sinh kim kim mạnh khiến mộc suy yếu mặt sức khỏe người tuổi mão nên dưỡng gan Lý luận của Đông y cho rằng vị chua có tính thu, khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí. Vì vậy, áp dụng tiêu chí ít chua thêm đắng trong ẩm thực vào những bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện gan khí. Thực đơn hôm nay người tuổi Mão có thể thêm các món có tính đắng như củ cải, rau thơm, rau hẹ, hành tây. Củ cải có vị đắng, tính mát, khi nấu chín lại mang vị ngọt tính bình, giúp cải thiện gan khí. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy ngày có rất nhiều sự việc xảy ra khiến mình phải đối phó trong sự khó khăn hoặc có nhiều tin tức không tốt đến dồn dập có liên quan đến công danh tài lộc buồn mạng của mình và thân nhân bè bạn đề phòng rủi ro tai nạn bị ép uổng chơi xấu dính vào sự thị phi tranh cãi pháp luật việc làm cũ có vấn đề có sự đáo hạn định kỳ mà mình không thể giải quyết nên tìm gặp quý nhân hoặc dùng tình cảm để mong người giúp đỡ có tin xa tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên nặng về chuyện tình cảm cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái có sự gặp gỡ người thân bè bạn có sự hư hại hao tốn nhỏ có chuyện buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn công danh vừa là chuyện tình cảm gia đạo cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái có sự gặp gỡ người thân bè bạn quý nhân có sự hư hại hao tốn nhỏ nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử Vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày không tốt, có nhiều tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như chuyện tình cảm. Việc như thế nào thì làm như thế đó thì đỡ xấu. Không nên nhúng tay vào chuyện người sẽ không có kết quả. Có chuyện tu bổ, sửa chữa sắp xếp lại công việc. Tử Vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều lo toan về gặp gỡ tiệc tùng, bàn thảo. Có đông người đến hoặc có nhiều tin tức đến. Tài lộc vào ra thất thường, chuyện tình cảm không nên để dây dưa kéo dài dù có gặp trở ngại. Có sự tu bổ, sửa chữa, trang trí, mua sắm cho nhà cửa, văn phòng. Cẩn trọng có sự hư hại, cẩn trọng trong việc đi đứng, di chuyển, có tai nạn rủi ro, hoặc nhận được tin buồn của thân nhân bè bạn. Tử vi tuổi Thìn. Sự nghiệp hôm nay là ngày người tuổi Thìn có chút thu hoạch nho nhỏ trong công việc tính cách biết cương nhu đúng lúc giỏi ăn nói nên dễ dàng được lòng đồng nghiệp người thân cấp trên tin tưởng mà giao cho bạn nhiều trọng trách lớn hãy nắm lấy thời khi cơ hội đến tài lộc bạn nên hạn chế cách làm việc theo ý mình mặt tích cực của thất sát là đem đến tinh thần sáng tạo nghị lực hơn người và lòng dũng cảm cần thiết tính cách không ngại gian khó sẽ giúp tuổi thìn hôm nay vượt qua những tình huống ác liệt nhất vận tiền bạc nhờ vậy mà khá khả quan tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh những người tuổi thìn độc thân sẽ cảm thấy vấn đề yêu đương thật phiền phức và gây ra nhiều rắc rối với bạn. Con giáp này thích sự tự do và không mong muốn phải bị ràng buộc vào những mối quan hệ như vậy. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi thìn gặp vấn đề về gan. Theo đông y thì nên hoạt động chân luôn được vận động để khí huyết lưu thông. Tử vi hôm nay khuyên người tuổi thìn chú ý, trưa và chiều hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo, không ăn quá thừa chất thịt, đường, mỡ trong bữa ăn nên sen kẽ thịt, rau, đậu, giảm uống bia, rượu. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, Ngày sung của buồn mạng. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và, giúp đỡ, giao dịch. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của buồn mạng việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt có cuộc vui nhỏ hoặc được mới có tin tức không tốt về sức khỏe công danh của thân nhân bè bạn ra ngoài bất lợi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính không nên than van hoặc âu lo về công việc nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin xa một ngày bận rộn hay lo tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày sung của buồn mạng nên đề phòng sức khỏe không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc có người đến báo tin buồn về công danh sức khỏe buồn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của buồn mạng, tình thế xảy ra có nhiều bất lợi cho mình, cần phải bình tĩnh, có tin buồn về làm ăn cũng như về tình cảm, quan hệ giữa người có sự tranh chấp trái ý, cần phải giữ vững lập trường, có tin không tốt của người thân, quý nhân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Tỵ. Sự nghiệp hôm nay tuổi Tỵ đừng quá gay gắt trong các mối quan hệ trong các cuộc tranh luận bạn nên lấy dĩ hòa vi quý làm đầu hãy tích cực phát huy ưu điểm chăm chỉ nhiệt tình để cải thiện vận trình công việc trong hôm nay tài lộc người tuổi tỵ hôm nay tâm niệm năng nhặt chặt bị làm tốt công việc của mình lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng nhưng vì chính trực nên không biết sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình nên tiền tài chậm mà chắc tình cảm vận tình cảm gặp chính tài tinh đường tình duyên của tuổi tỵ hôm nay không được như ý. Các cặp đôi này sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng, cần dành nhiều thời gian để suy xét và giải quyết. Con giáp này độc thân chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh cần tỉnh táo trong các mối quan hệ khác giới, đừng để bị lừa gạt bởi chính sự ảo tưởng của bản thân mình. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi tỵ gặp vấn đề về gan. Theo đông y thì gan có bệnh chủ yếu do khí huyết ứ động cuộc sống rượu chè quá mức tinh thần không thoải mái mà khiến gan khí uất muốn sức khỏe hôm nay tốt thì phải tiêu diệt tận gốc những căn nguyên này người tuổi tỵ cần có chế độ sinh hoạt điều độ cơ thể luôn ở thể vận động hạn chế ngồi lâu đứng lâu nếu do tính chất công việc cũng cần lưu tâm để sau mỗi giờ có đổi tư thế ví dụ như từ trạng thái ngồi sang trạng thái đi lại tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Chớ nóng nảy hoặc buồn phiền khi nghe tin không vừa ý. Sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải, chỉ nên ngồi yên và chờ đợi, hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến tài lộc còn chậm dễ hao cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Có nhiều sự đổi thay hoặc nhận những tin tức về công việc có phạm sai sót phải cần làm lại hoặc phải truy cứu lại để kiểm chứng. Tiền bạc còn chậm nhưng vẫn có tin tốt, chuyện tình cảm nên mạnh dạn tiến hành hoặc nên kết thân sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Có tin tức ở xa, có khách đến, việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Ra ngoài không nên bàn chuyện người và cũng không nên để người khác xen vào chuyện của mình. Có tin tức buồn ở nơi xa hoặc tin tức đến không được như ý, nên giới hạn mọi việc giao thiệp đi lại có trở ngại. Công việc có gặp sự khó khăn, nhà có đình đám, hết sức cẩn thận trong việc sửa sang tu bổ nhà cửa, có rủi ro hoặc hư hại đồ đạc. Việc mong cầu về tình cảm giao thiệp không nên vồn vã hoặc vội quyết định. Tài lộc chậm tử vi tuổi Ngọ sự nghiệp bạn là người lương thiện tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành không thích tranh cãi với bất kỳ ai tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở tài lộc với gia đình thì người tuổi Ngọ hôm nay thể hiện có phần hơi thái quá khi nhắc đến tiền nong do có chính tài tỏa mạng con cái hoặc người thân đã mua một món đồ khiến bạn không thoải mái bạn cảm thấy lãng phí nhưng đừng lấy chuyện đó làm phiền lòng hay giày la đối phương. Tình cảm về phương diện tình cảm, những sự mâu thuẫn của con giáp này và người ấy chưa kịp hóa giải thì vấn đề khác lại nảy sinh tiếp tục trong ngày hôm nay. Tình hình hiện tại trong môi trường làm việc của người tuổi Ngọ hết sức căng thẳng và khó khăn. Chính vì vậy hãy thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện nhé. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim, kim mạnh khiến mộc suy yếu người tuổi ngọ nên tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng. Những người lười ăn nên chú ý chất lượng bữa ăn hơn là số lượng thức ăn mà bạn ăn vào. Ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa. Một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên thu xếp vén khéo công việc, đừng mong kim xa. Bên mình có kẻ rèm pha, ngày không tốt cho mọi việc nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc vào ra thất thường. Chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác. Gia đạo bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi. Sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, Mọi việc đều có thể xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn. Có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi biến động về công danh cũng như về tình cảm, sức khỏe. Hoặc những sự việc chờ đợi đã lâu nay có sự xuất hiện. Không nên mong cầu chuyện lớn lao về tiền bạc tài lộc. Có được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gia đạo có nhiều tin tức ở xa, hoặc nhà có đình đám tiệc tùng khách đến. Cẩn trọng trong việc sử dụng phương tiện đi lại, xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày có rất nhiều chuyện xảy ra không tốt về mặt công danh, tình cảm cũng như buồn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc sẽ có nhiều việc khó khăn chắc chờ chờ đợi. Việc mong cầu về tiền bạc rất khó có kết quả có nhiều sự buồn phiền bất mãn, hoặc công việc gặp nhiều trở lực, gặp tai ương, tranh cãi, thưa kiện lôi thôi. Gia đạo bất an, đề phòng tai nạn rủi ro. Có người đau bệnh hoặc có tang. Tình cảm không tốt. Tử vi tuổi mùi. Sự nghiệp, bởi lẽ gặp thất sát nên tuổi mùi cần hạn chế cách làm việc theo ý mình mà bỏ quên người khác. Nếu không, đồng nghiệp sẽ nghĩ bạn khó tính và không hiểu chuyện đây sẽ là hòn đá tảng ngáng đường công danh sự nghiệp hôm nay của tuổi mùi tài lộc mặt tài vận có thiên ấn tọa mạng vận tài lộc không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác bạn coi trọng đời sống tinh thần có tinh thần luôn dự báo trước thay đổi người tuổi mùi có thể phát huy tinh thần này để giúp mặt tiền bạc được thuận lợi tình cảm về phương diện tình cảm những người tuổi tuổi mùi đang ế sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình đó là khi bạn chấp nhận tình cảm của ai đó đang thầm thương bạn cả hai sẽ được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu. Ngược lại, những ai yêu cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa, chia sẻ với nhau để đối phương cảm giác được quan tâm và yêu thương hơn nữa nhé. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Mặt sức khỏe người tuổi mùi dễ mắc chứng kén ăn. Người tuổi mùi nên bổ sung các loại vitamin để kích thích và cải thiện vị giác như kẽm, vitamin B, A, E, lúc rảnh rỗi thì luyện tập thể thao. Các môn thể thao thích hợp cho người tuổi mùi là bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng truyền, khiêu vũ, judo. Đặc biệt hoạt động nhiều sẽ tạo cho bạn một tinh thần sảng khoái, khiến bạn ăn nhiều hơn. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân nên thay đổi mọi việc tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đề phòng có người nói xấu hoặc kích bác ngấm ngầm thị phi có tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như về công danh tình cảm của người thân hoặc bè bạn tài lộc trung bình có quý nhân hoặc có tin tốt về công việc của riêng mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc việc bàn bạc trong nhà hoặc trong công sở sẽ có nhiều ý kiến trái ngược và mâu thuẫn nhau không nên nghiêng về một phía cũng không nên quyết định vội vã sẽ có tin tức mới gia đạo có tin về sức khỏe sinh nở hoặc được mời dự tiệc đình đám nếu mình là cấp dưới hãy để cho cấp trên quyết định tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn quà tặng có khách đến tử vi tuổi thân sự nghiệp hôm nay bạn có xu hướng tương đối tiêu cực suy nghĩ của người tuổi thân vừa ương bướng hay tự đi theo cách nghĩ riêng nên vô tình tự gây khó cho công việc của mình tài lộc hôm nay bạn trở nên khá nghiêm nghị và ít cười hơn sơn căn lúc nào cũng khép lại vầng trán lộ ra cảm giác bức bách ép người bạn khiến đồng nghiệp cảm thấy sự uy hiếp và chuyên quyền không cần thiết mọi người cũng không muốn đến gần hoặc hỏi han gây bất lợi cho vận tài lộc tình cảm mặt tình cảm gặp kiếp tài tọa mạng gia đạo của con giáp này bất ổn đời sống hôn nhân của cả hai thiếu sự quan tâm chia sẻ đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã tạo cơ hội cho tiểu tam xuất hiện chen chân ở giữa sức khỏe vận khí gặp thổ vượng sinh kim kim mạnh khiến mộc suy yếu mặt sức khỏe người tuổi thân xuất hiện chứng gan hàn vì vậy, mấu chốt quan trọng nhất trong việc dưỡng gan chính là duy trì những tâm trạng tích cực, hạn chế tức giận hoặc lo âu, u buồn, công việc bận rộn, áp lực từ các buổi họp, chạy kế hoạch mà người tuổi thân thường dễ vướng bận vào những loại tâm tình tiêu cực. Để tận lực hạn chế những tâm tình tiêu cực kể trên, người tuổi thân có thể giao lưu cùng bạn bè hoặc lựa chọn đi ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh tươi mới của vạn vật. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc cũng như về tình cảm tài lộc còn ở xa có tin tức vui buồn lẫn lộn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên tự mình ra đi để tìm tin tức hoặc giải quyết công việc nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc đang đi lại phải xoay về hướng khác nếu không có gì gấp gáp tốt hơn là nên xem lại các việc cũ tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo có người đến nhờ và mong giúp đỡ, và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có sự thay đổi trong đường hướng làm ăn công việc đi xa có tin tức tốt về tình cảm ở nơi xa hoặc gặp gỡ bè bạn người thân có người đi xa tài lộc tốt tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim sự mong cầu về tài lộc tiền bạc còn gặp trắc trở khó khăn tin tức chậm không nên nôn nóng trong công việc hoặc vấn đề đang gặp nhiều rắc rối nên chờ tin tức khác gia đạo bất an trong lòng có nhiều mối ưu phiền hoặc bệnh tật Tử vi tuổi dậu. Sự nghiệp, công việc của người tuổi dậu đang phải chịu ảnh hưởng nhiều từ quan hệ gia đình. Có thể là áp lực từ cha mẹ, họ vốn không đồng tình với con đường bạn đang đi. Cách làm việc cũng trở nên chậm chạp, không hiểu thế nào là tùy cơ ứng biến. Tài lộc, người này thông minh lanh lợi sẽ gặp phúc lộc đủ đầy. Đầu óc thông minh nhanh nhẹn, dễ dàng nghĩ được nhiều cách kiếm tiền hơn. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân người tuổi dậu hôm nay nhờ có thương quan có tư duy nhanh nhẹn khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn tình cảm đường tình duyên của tuổi dậu không có nhiều biến động khi gặp thương quan gia đạo của những người này bình ổn đời sống hôn nhân khá hài hòa tuy nhiên vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh này sinh tâm lý chán trường các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm người độc thân không quá khó khăn để tìm được người tâm đầu ý hợp và có cơ hội thoát kiếp FA. Sức khỏe, vận khí gặp thổ vượng sinh kim. Kim mạnh khiến mộc suy yếu. Người tuổi dậu có thể áp dụng các bài thuốc dân gian vào điều trị táo bón. Đó đều là bài thuốc từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản, quen thuộc và dễ kiếm trong cuộc sống hàng ngày. Như sung và sữa tươi, đun nóng sữa và sung, dùng hàng ngày. Mận khô, ăn hàng ngày hoặc đun rồi ép lấy nước uống hai lần một ngày mật ong và sữa ấm uống mỗi ngày vào buổi sáng bột tử hạt thì là pha với nước ấm uống mỗi ngày tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có xấu cũng có sức khỏe không tốt có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm nhân nghĩa ở quá khứ tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến tài lộc còn chậm dễ hao cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi kỷ dậu thụ mệnh thổ nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Dù có tài lộc cũng phải có sự tiêu hao hoặc phải phân chia, nói chung là không được chọn phần. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn cho công việc, tình cảm. Có tin tức ở xa, hoặc có khách đến. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim không nên buôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, là bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì tiệc tùng, đình đám, họ hẹn nhưng cũng không vui, vừa ý. Có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi tuất. Sự nghiệp, hung thần thương quan hôm nay khiến bạn trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh. Nó khiến người tuổi tuất hiếu thắng và muốn nổi trội hơn người. Nếu không biết kiềm chế bạn sẽ rơi vào họa tiểu nhân lúc nào không hay, gây hình ảnh xấu trong mắt lãnh đạo. Tài lộc hôm nay người tuổi tuất làm việc khá tự do, muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn là vùi đầu vào văn phòng. Những người làm nghề viết lách, văn chương, quảng cáo sẽ có lợi về mặt tiền bạc hơn. Những người làm văn phòng thì có thể thần tượng hóa công việc của mình. Thay đổi một chút không gian văn phòng để có thêm nhiều cảm hứng làm việc hơn. Tình cảm, sự lãng mạn dịu dàng sẽ được bạn phát huy hết trong hôm nay những người khác giới chú ý đến tuổi tuất bởi trí tuệ và lòng quả cảm. Bạn cũng dường như tìm được chân ái khi người mình thích cũng để ý tới mình. Sức khỏe vận khí gặp thổ vượng sinh kim, kim mạnh khiến mộc suy yếu, mặt sức khỏe người tuổi tuất xuất hiện chứng gan hàn, người tuổi tuất có biểu hiện như hay giận, cáu gắt, đau đầu, mắt mờ. Đông y có quan niệm tức giận hại gan vì vậy mấu chốt quan trọng nhất trong việc dưỡng gan chính là duy trì những tâm trạng tích cực hạn chế tức giận hoặc lo âu u buồn công việc bận rộng áp lực từ các buổi họp chạy kế hoạch mà người tuổi tuất thường dễ vướng bận vào những loại tâm tình tiêu cực tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến sẽ có hậu quả trái ngược nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày, đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu. Sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài tai nạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài tai nạn có chuyện buồn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của buồn mạng, mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết, nôn nóng sẽ không có kết quả sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày gia đạo có nhiều âu lo có tin buồn sức khỏe không được tốt tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không tốt công việc dễ bị phá ngang hoặc đứng chừng do tin tức hoặc hoàn cảnh xảy ra trái ngược tin tức xấu có sự hư hại về vật chất nên thanh toán những việc xưa cũ cho êm đẹp đề phòng tiểu nhân tử vi tuổi hợi sự nghiệp bạn đang tỏ ra mình là người nhiệt tình và thẳng thắn cùng với ý chí quyết đoán nên sớm chớp được thời cơ tốt người tuổi hợi hôm nay mạnh mẽ tinh thần kiên cường và thái độ làm việc hăng hái nên công việc thêm thuận lợi tài lộc nôm nay tuổi hợi đôi khi nên biết khen ngợi nịnh đối phương để đem tới lợi ích cho mình điều tốt là bạn sẽ gặp được nhiều bạn bè mới mối quan ăn mới giúp bản thân có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đề phòng đông người thì rắc rối nhiều ý kiến trái chiều mối nguy hiểm về thị phi sẽ đánh gục vận tiền bạc của bạn tình cảm người tuổi hợi cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm trong ngày hôm nay cục diện tỷ kiên tác động mạnh khiến bạn không muốn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với ai cả điều này khiến bản mệnh luôn cảm thấy buồn bã cô độc thậm chí là tự ti cho dù bạn đã tìm được nửa kia cho mình sức khỏe vận khí gặp thổ vượng sinh kim kim mạnh khiến mộc suy yếu mặt sức khỏe người tuổi hợi xuất hiện chứng gan hàn người tuổi hợi có biểu hiện như đau bụng, gân mạch co thắt, đau ở đỉnh đầu. Quan hệ mật thiết nhất của gan là thận. Thận là mẹ của can, thận thủy sinh can mộc là ngũ hành tương sinh. Do đó, khi chữa can bệnh chữa quên bổ thận. Người tuổi hợi cần loại bỏ thói quen ngủ nướng, sinh hoạt điều độ, ngủ muộn nhưng không thức quá khuya. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn rập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Đi xa bất lợi, mọi công việc không nên tiến hành. Nếu có chỉ nên tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nơi ăn trốn ở, văn phòng, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó có kết quả. Có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy có nhiều sự thay đổi hoán cải trong công việc. Nếu công việc đã xong cần phải xem xét lại sẽ có điều thiếu sót, hoặc nảy sinh thêm vấn đề khiến phải sửa chữa làm lại, bị khiển trách. Có tin tức về sức khỏe, tình cảm của thân nhân, bè bạn. Ngày chủ thị phi, phê bình, làm ơn mắc oán, buồn phiền. Chuyện tình cảm đã đến lúc bị kết thúc, phá ngang. Tài lộc trung bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.